Chào các bạn, tiếp theo trong cái chủ đề mà chia sẻ về khái niệm về cái động số bị phạm vào cái trường hợp đại không vong, đúng không? Trong video trước thì tôi đã chia sẻ về cái trường hợp bị phạm vào tiểu không vong rồi, đúng không? Thì trong video này thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn về cái trường hợp bị phạm vào đại không vong. Đại không vong có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là các bạn cũng sẽ phải bật cái phần mềm lên nhé. Cái phần mềm đây, các bạn hãy bật cái phần mềm mà la bàn việc của các bạn lên. Đấy, tôi thì hay sử dụng cái này. Đấy, trong này sẽ có 24 sơn hướng này. Đấy, các bạn hãy nhìn vào cái phần mềm này, tôi sẽ chia sẻ các bạn hiểu rõ hơn. Tiểu là nhỏ đúng không? Đại là lớn, các bạn hiểu như vậy. Ví dụ như là giữa hướng Tây và hướng Tây Nam, đúng không? Thì mỗi một cái hướng này là 45 độ. Nếu như cái độ số nhà các bạn mà đang nằm giữa hướng Tây và Tây Nam, đấy, các bạn có thể nhìn vào trong cái màn hình ấy, có nghĩa là cái độ số nó đang nằm ở giữa đây. Đấy, hoặc là từ cái độ số đó cộng trừ sang bên trái bên phải 3 độ thì vẫn bị phạm vào đại không vong. Các bạn hiểu đơn giản, đại không vong có nghĩa là cái dòng khí nhà các bạn nó nằm ở giữa hai cái hướng lớn. Đấy, nằm giữa hướng Tây và Tây Nam thì gọi là đại, đúng không? Còn nằm trong cái hướng Tây, cái hướng Tây thì gồm 3 cái vùng nhỏ, nó nằm trong hướng Tây thì là tiểu không vong. Đó. Thế hoặc là tôi lấy một cái ví dụ khác, như là trường hợp là giữa hướng Nam và hướng Tây Nam đi. Nếu như nhà các bạn mà cái độ số nó cũng đang nằm giữa hướng Nam và Tây Nam, đấy, và cộng trừ sang bên trái bên phải 3 độ thì vẫn bị dính cái lỗi này, thì cũng gọi là bị phạm vào cái trường hợp là đại không vong. Đấy, thực tế ra thì trường hợp đại không vong là một trong những cái trường hợp mà chúng ta hết sức phải lưu ý. Tiểu thì có thể là nó bị tác động ít hơn, nó nhẹ hơn. Tuy nhiên là bị vào đại không vong thì cực kỳ là phải lưu tâm các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì tôi đã tư vấn phong thủy cũng như là khám phong thủy rất là nhiều nhà. Cái trường hợp bị phạm vào lỗi đại không vong thì cái trục này ấy, thì nhà thì rất là dễ khả năng là bị vong, có vong. Bởi vì cái độ số này thì vong ra vào rất là đơn giản, rất là dễ khi mà vào nhà chúng ta. Đấy, ngoài ra thì phạm vào cái trường hợp như thế này ấy, thì cái người ở trong căn nhà đó, tức là các thành viên ấy, thì ảnh hưởng rất là nhiều đến công việc cũng như là về tài lộc. Công việc ở đây là có nghĩa là làm ăn, cái công việc nó không ổn định, nó rất là bấp bênh. Hãy chưa kể là sức khỏe cũng thường xuyên là ốm đau, bệnh tật. Đấy, các bạn nếu như nhà các bạn ấy mà đang nằm trong độ số này thì các bạn nên kiểm tra lại xem là cái tình hình hiện tại của nhà các bạn như thế nào, nó có đang gặp các cái vấn đề ở trên hay không. Đấy, các bạn chỉ cần nhớ là cái độ số mà nằm giữa hai cái hướng chính thì nó bị phạm vào đại không vong. Đấy, đại không vong thì chắc chắn là nó sẽ tác động mạnh hơn rất là nhiều so với tiểu không vong rồi, đúng không các bạn? Đại không vong. Đấy, thì nhân tiện đây thì tôi chia sẻ với các bạn về cái trường hợp đó là bị cái độ số bị phạm vào lỗi đại không vong trong phong thủy. Thì hy vọng là thông qua video này thì các bạn cũng sẽ hiểu hơn về cái khái niệm đại không vong và tiểu không vong như thế nào. Đấy, để từ đó nếu như mà chúng ta không may mà cái độ số chúng ta mắc phải cái trường hợp này thì chúng ta cũng có biết cách để chúng ta xử lý, đúng không? Xử lý để chúng ta bình ổn lại cuộc sống của nhà chúng ta và tránh được những cái điều nó không may mắn, nó không đang có xảy ra xung quanh cuộc sống. Thì rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi video trong hôm nay, và trong video sau thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn thì làm thế nào để mà giúp các bạn có thể hóa giải trong hai cái trường hợp này, phạm vào tiểu không vong hoặc là đại không vong. Đấy, thì cảm ơn các bạn rất nhiều. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video chia sẻ tiếp theo.